Ngọc Dung và Peter Vũ xin kính chào quý khán thính giả đến với Điểm tin Thế giới. Kính mời quý vị theo dõi các điểm tin do Võ Thái Hà tóm lược. Virus Corona COVID-19 trên tuyến đầu chống dịch giám đốc bệnh viện ở Vũ Hán qua đời. Thêm một bác sĩ không chống lại được virus corona mới. Bác sĩ Lưu Chí Minh, tức là Lưu Giê Minh, giám đốc bệnh viện Vũ Sương, Wu Chang thành phố Vũ Hán đã qua đời sáng ngày 18 tây tháng 2 năm 2020 vì bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona mới gây ra. COVID-19 Tại Trung Quốc, có thêm 98 người chết và 1.886 người bị nhiễm COVID-19 tính đến hết ngày 17 tây tháng 2. Như trường hợp của bác sĩ Lý Văn Lượng, tức là Lý Quang Liang, một trong tám bác sĩ đầu tiên cảnh báo về một loại virus mới. Thông tin bác sĩ Lưu Trí Minh qua đời được công bố sáng ngày 18 tháng 2. Sau đó bài viết bị xóa, thay vào đó là thông tin bác sĩ vẫn đang được cấp cứu, rồi được đài truyền hình nhà nước Trung Quốc xác nhận là nạn nhân qua đời sáng ngày 18 tháng 2. Theo Reuters, thông tin bác sĩ Lưu Trí Minh qua đời tạo nên một làn sóng thương tiếc trên mạng xã hội VBAC. Weibo. Rất nhiều người sử dụng chỉ trích việc nhà nước thông tin về cái chết của hai vị bác sĩ. Hashtag về bác sĩ Lưu được truy cập 29 triệu lần tính đến chiều ngày 18 tháng 2 giờ địa phương. Bệnh viện Vũ Sương nơi bác sĩ Lưu Trí Minh sinh năm 1969 làm giám đốc chỉ chuyên chữa trị COVID-19 Trước đó, một nữ hộ lý phòng tiêm của bệnh viện này cũng qua đời ngày 15 tây tháng 2 do nhiễm virus corona chủng mới này. Như vậy, có ít nhất 7 bác sĩ và nhân viên y tế qua đời vì COVID-19 ở Vũ Hán. Hiện có khoảng 3.019 nhân viên y tế bị nhiễm virus. Theo số liệu ngày 18 tây tháng 2 của Ủy ban Y tế Trung Quốc, tổng số người chết vì COVID-19, từ đầu mùa dịch là 1.868 người. Số ca lây nhiễm dường như ổn định hơn, thêm 1.886 trường hợp. Và hiện Hoa Lục có 72.436 người nhiễm COVID-19. Trung Quốc cấp phép sản xuất thuốc chống virus. Favilavir. Ngoài biện pháp cách ly trên quy mô lớn liên quan đến hơn 780 triệu người Trung Quốc, và trong thời gian chờ tìm ra một loại thuốc đặc trị COVID-19, chính quyền Trung Quốc cấp phép thương mại hóa thuốc Favilavir, từng được biết dưới tên gọi là Favilavir, một loại thuốc kháng virus. Trang diễn đàn hợp tác Trung Quốc và châu Phi, trích thông tin của Nhân dân Nhật Báo, cho biết thuốc Favilavir được phép sản xuất từ ngày 16 tháng 2 và là loại thuốc đầu tiên chống COVID-19 được cơ quan dược phẩm Trung Quốc cấp phép kể từ đầu mùa dịch. Bộ Khoa học và Công nghệ Trung Quốc từng đánh giá Favilavia là một trong ba loại thuốc tỏ ra có hiệu quả đáng kể trong việc điều trị COVID-19 khi được thử lâm sàng. Một biện pháp điều trị khác đang được áp dụng là dùng huyết tương plasma của người đã được chữa khỏi bệnh viêm phổi cấp do COVID-19 đây là một cơ hội đem lại hy vọng cho những bệnh nhân nguy kịch. Theo phát biểu của một cơ quan y tế, trong buổi họp ngày 17 tháng 2 được AFP trích dẫn, trước đó đã có 11 bệnh nhân nhiễm COVID-19 ở Vũ Hán đã được truyền huyết tương của người đã khỏi bệnh. Một nhân viên của Trung tâm Sinh học thuộc Viện Khoa học và Công nghệ cho biết, một trong số họ đã về nhà một người khác đã có khả năng đứng dậy và tự đi, còn những người khác đang trên đà hồi phục. Nhật Bản sẽ thử nghiệm lâm sàng thuốc điều trị HIV cho COVID-19. Reuters đưa tin, ông Joshi Suga, tránh văn phòng nội các Nhật Bản hôm nay cho biết, nước này sẽ sớm bắt đầu thử nghiệm lâm sàng thuốc điều trị HIV cho bệnh nhân nhiễm COVID-19. Tuy nhiên, Ông không cho biết liệu khi nào thuốc điều trị mới sẽ được cấp phép để đưa vào điều trị. Nhật Bản hiện có hơn 500 ca nhiễm COVID-19, trong đó hơn 450 ca từ du thuyền Diamond Princess đang bị cách ly tại cảng Yokohama. Hàn Quốc dùng chuyên cơ tổng thống sơ tán công dân. John Hạp đưa tin chính phủ Hàn Quốc sẽ đưa chuyên cơ tổng thống đến Nhật vào hôm nay để đón bốn công dân đang bị cách ly trên du thuyền Diamond Princess về nước. Thứ trưởng Y tế Hàn Quốc Kim Yang Lip cho biết, chuyên cơ tổng thống mang số hiệu VCN 235 khởi hành từ căn cứ quân sự ở Siong Nam, phía nam thủ đô Seoul, trưa nay sẽ hạ cánh ở sân bay Hinda của Nhật Bản. Máy bay sẽ trở về sân bay quốc tế Jumbo vào sáng 19 tây tháng 2 với bốn công dân Hàn Quốc và một người Nhật Bản có quan hệ hôn nhân với một trong bốn người này. Du thuyền Diamond Princess đến cảng Yokohama ngày mùng 3 tây tháng 2 và bị cách ly. Ngay sau đó một vị khách trên du thuyền tháng trước dương tính với COVID-19. Thế giới có thể khan hiếm thuốc kháng sinh do dịch COVID-19. Chủ tịch Phòng Thương mại Liên minh châu Âu EU ở Trung Quốc, Jok Wicke, hôm nay nói rằng thế giới có thể đối mặt với tình trạng khan hiếm thuốc kháng sinh cũng như các loại thuốc khác nếu các vấn đề chuỗi cung ứng ở Trung Quốc bị ảnh hưởng vì dịch COVID-19 không được giải quyết sớm. Theo Bộ Thương mại Mỹ, 97% thuốc kháng sinh ở Mỹ bắt nguồn từ Trung Quốc. SXBC sẽ cắt giảm 35.000 việc làm. SS... SSBC hôm nay thông báo kế hoạch cắt giảm 35.000 việc làm và thu nhỏ quy mô hoạt động ở Hoa Kỳ và châu Âu sau khi lợi nhuận trước thuế của ngân hàng này giảm 1 phần 3 vào năm ngoái. Giám đốc điều hành Noel Quinn nói với Bloomberg News rằng số lượng nhân viên toàn cầu sẽ bị cắt giảm từ 235.000 xuống còn 200.000 trong 3 năm tới. Song không nêu chi tiết, HSBC cho biết ngân hàng đang nhắm mục tiêu cắt giảm 4,5 tỷ đô la US dollar chi phí vào năm 2022. Với chi phí tái cấu trúc khoảng 6 tỷ US dollar Trung Quốc miễn thuế bổ sung gần 700 mặt hàng của Mỹ. Hôm 18 tháng 2, Trung Quốc cho biết họ sẽ chấp nhận đơn miễn trừ thuế đối với 696 sản phẩm nhập khẩu từ Hoa Kỳ, bao gồm các sản phẩm nông nghiệp và năng lượng quan trọng như thịt bò, thịt lợn, đậu nành, khí tự nhiên hóa lỏng và dầu thô. Đây là đợt miễn trừ thứ ba và đáng kể nhất được Trung Quốc cấp cho đến nay kể từ khi bắt đầu tranh chấp thương mại với Mỹ. Trước đó, vào ngày 15 tháng 1, hai nước đã ký thỏa thuận thương mại giai đoạn 1, và Trung Quốc cam kết sẽ mua ít nhất các sản phẩm khác được miễn thuế quan bổ sung bao gồm etano, biến tính và các loại lúa mì, ngô và miến, một số thiết bị y tế và kim loại bao gồm quạng đồng và tinh quạng đồng vụn và nhôm vụn cũng được miễn trừ. Bộ Tài chính Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố, Bộ Tài chính Trung Quốc cho biết các công ty mong muốn được miễn giảm thuế quan bổ sung cho các sản phẩm từ Mỹ có thể nộp đơn từ ngày 2 tới tháng 3. Bất kỳ miễn trừ nào được cấp cũng sẽ được hiệu lực trong một năm. Việc miễn trừ diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Các quan chức Trung Quốc đã áp đặt các hạn chế lớn đối với việc đi lại và vận chuyển nhằm ngăn chặn sự lây lan của loại virus. Hiện giết chết gần 1.900 người và lây nhiễm cho hơn 70.000 người tại quốc gia này. Một số quan chức và nhà phân tích Mỹ đã đặt ra các câu hỏi liệu Trung Quốc có thực hiện các cam kết mua hàng được quy định trong thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 hay không. Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang hoành hành tại nước này. Trung Quốc hoãn họp quốc hội do dịch COVID-19 hoặc gọi là Corona. Cuộc họp quốc hội thường niên của Trung Quốc dự kiến diễn ra đầu tháng 3 đã bị hoãn lại khả năng do dịch Corona. Chưa có lý do cụ thể cho việc hoãn lại này, nhưng một nguồn tin nội bộ Trung Quốc đại lục cho biết rủi ro cho việc tiến hành các phiên họp thường niên tại Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc NPC và Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc CPPCC là quá cao. Nguy cơ sức khỏe của việc triệu tập phiên họp thường niên vào đầu tháng tới là quá cao khi dịch virus corona chưa được ngăn chặn hiệu quả. Tờ sau China Morning Post ngày 17 tháng 2 trích dẫn nguồn tin. Nguy cơ lây nhiễm chéo sẽ rất cao đối với gần 8.000 người, cũng như nhân viên chịu trách nhiệm thực hiện các cuộc họp ngay dưới mái nhà của Đại lễ Đường Nhân dân. Chuyên cơ đưa Tổng thống Trump mở màn mùa thi đấu của giải NASCAR. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm Chủ nhật ngày 16 tháng 2 đã khai mạc giải NASCAR khi ngồi trên chuyên cơ Air Force One bay qua Đường đua Daytona International ở độ cao chỉ 240m. Sau khi chuyên cơ hạ cánh xuống sân bay gần đó, Tổng thống Trump lên chuyên xa quái thú và chạy một vòng đường đua. Ban tổ chức NASCAR đã chọn ông Trump là Tổng chỉ huy cho vòng đua Daytona 500, đưa ông trở thành Tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên ra hiệu lệnh nổ máy cho 43 tay đua tham gia thi đấu hôm Chủ nhật. NASCAR là giải đua xe danh giá nhất của Mỹ có sức thu hút khán giả và truyền hình chỉ sau bóng cầu dục. Đối thủ đảng Dân Chủ thách thức tỷ phú Bloomberg hãy tranh luận. Các chức viên tổng thống của đảng Dân Chủ cho biết hôm Chủ nhật ngày 16 tháng 2 tỷ phú Bloomberg Michael sẽ phải đối mặt với sự giám sát nghiêm ngặt tương tự các đối thủ của ông và sẽ hoan nghênh cơ hội đối đầu với ông trong một cuộc tranh luận tổng thống cho năm 2020 theo Reuters ngày 17 tháng 2. Ông Bloomberg, một ông trùm truyền thông và cựu thị trưởng thành phố New York đã vượt xa các ứng cử viên dân chủ khác trong các chiếc dịch quảng cáo. Ông là người cuối cùng gia nhập cuộc đua đề cử năm 2020 để đối mặt với Tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump vào tháng 11 và không đủ điều kiện cho bất kỳ cuộc tranh luận Tổng thống nào. Ông ấy không thể trốn sau sống phát thanh mãi được ứng cử viên và thượng nghị sĩ bang Minnesota Amy Klobuchar nói trên NBC. Tôi không thể đánh bại ông ấy trên sóng phát thanh, nhưng tôi có thể đánh bại ông ấy trên sân khấu tranh luật và tôi nghĩ người dân Mỹ xứng đáng để ra một quyết định. Bóng của ông Tập có hình gấu pua hôm thứ Sáu ngày 14 tháng 2, đài truyền hình Đài Loan FTV đã phát đi một bản tin thời sự nói về ông Tập Cận Bình, thay thế lãnh đạo ở Vũ Hán trong bối cảnh dịch virus corona bùng phát. Phía sau ảnh ông Tập xuất hiện một cái bóng có đường nét của nhân vật hoặc hình gấu Pooh, Winnie the Pooh. FTV xác nhận rằng thiết kế ấy là một trò đùa chủ ý nói về biệt danh của ông Tập tại Đài Loan. Tờ báo Taiwan News trích dẫn báo cáo của Liberty Times. Nhà thiết kế nói rằng hình ảnh trên phong nền được cố đặt hình như vậy để mang lại tiếng cười cho người xem tất cả các hình ảnh, thậm chí các phim về gấu GoPro đều bị cấm ở Trung Quốc. Bão Dennis sẽ lan khắp Bắc Âu. Sau khi gây thiệt hại khắp nước Anh, bão Dennis sẽ lan rộng về phía Nam và phía Đông. Trên khắp Bắc Âu, mưa đã làm khắp Pháp, Bỉ, Hà Lan và đầu tuần này. Trong với tờ UPI nhà khí tượng học Mori Kelly cho biết gió sẽ tăng cường suốt cả ngày Chủ nhật trên khắp nước Đức, Đan Mạch và miền Nam Thụy Điển. Ngày 16 tháng 2, cơ quan thời tiết Anh đã ban bố cảnh cáo đỏ ở South Wales, mức cảnh cáo báo hiếm được đưa vào ở vùng này. Sáng sớm, cùng ngày gần 200 cảnh bão lục đã được đưa ra. Các khu vực kéo dài từ sông Tweed, Scotland đến Cornwall ở phía tây nam vùng Yên Linh khu vực Alberta, phía nam xứ Wales ghi nhận sức gió lên tới 150 km một giờ. Trước đó ngày 15 tháng 2, Anh đã hủy bỏ nhiều chuyến bay và huy động động quân đội để ứng phó với bão Dennis. Người Hồ Bắc bị cấm rời nhà cho tới khi có thông báo mới, tỉnh Hồ Bắc trung tâm của đại dịch corona đã tăng các biện pháp hạn chế người dân di chuyển để ngăn chặn sự lây lan của virus. Theo đó, ngày Chủ nhật, ngày 16 tháng 2, nhà chức trách yêu cầu 58 triệu dân trong tỉnh, bao gồm 24 triệu người ở khu vực nông thôn, phải ở trong nhà cho đến khi thông báo mới, theo SCMP. Theo yêu cầu mới, các khu dân cư Bắc Hồ, bao gồm cả nông thôn, thành thị, sẽ bị phong tỏa chặt, chỉ cho phép có một lối vào được kiểm soát chặt chẽ. Mỗi gia đình trong các khu dân cư chỉ có một thành viên được phép ra ngoài 3 ngày một lần kể để mua các nhu yếu phẩm người được ra ngoài sẽ phải trang bị đồ bảo hộ giữ các khoảng cách ít nhất 1,5m với người gần nhất trong quá trình tiếp xúc yêu cầu này được đưa ra khi số người chết virus corona tiếp tục tăng cao và có thêm hai trường hợp bên ngoài Trung Quốc tử vong vì chủng mới của virus corona một người ở châu Âu và một người ở Đài Loan. Chính quyền Trung Quốc bắt nhà hoạt động khuyên ông Tập từ chức. Bắc Kinh đã ra lệnh bắt giam nhà hoạt động Su Ji Ong. Người trước đó đã cáo buộc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình che đậy thông tin về virus COVID-19 theo bản tin hôm thứ Hai, ngày 17 tháng 2 của SBS News. Trước khi bị bắt, trong một bài viết táo bạo nhất của mình, Ông Su đã khuyên ông Tập nên từ chức vì không đủ thông minh để lãnh đạo Trung Quốc. Ông Su cũng từng mô tả ông Tập là người si mê quyền lực. Ông Su bị an ninh của thành phố Quảng Châu bắt giữ hôm thứ Bảy. Những người bạn của ông tiết lộ với SBS News và cho biết thêm bạn gái của ông Su cũng là một nhà hoạt động xã hội đã mất tích vào ngày Chủ nhật. Đan Mạch bắt giữ 27 nghi phạm buôn bán 100 kg cocaine. Cảnh sát Đan Mạch đã bắt giữ 27 nghi phạm buôn lậu ma túy sau khi tìm thấy 100 kg cocaine trị giá khoảng 50 triệu đô la trên một con tàu Nga vào cuối tuần qua, theo bản tin hôm thứ Hai ngày 17 tháng 2 của Fox News. Việc bắt giữ con tàu này có sự hợp tác quốc tế, cảnh sát Copenhagen cho biết con tàu bị bắt tên là đảo Duncan đang đi về phía nam thị trấn Gasser của Đan Mạch thì bị cảnh sát chặn lại. Theo luật Đan Mạch, các nghi phạm buôn ma túy bị bắt giữ này có thể đối diện với mức án 16 năm tù. Họ đều là người nước ngoài, bao gồm các công dân Nga, Latvia, Ecuador và Philippines. Hù, số ca nhiễm mới giảm nhưng không chủ quan. Dữ liệu mới nhất do Trung Quốc cung cấp cho thấy số ca nhiễm với Covid-19 đã có sự suy giảm nhưng mọi kịch bản vẫn được thảo luận về sự biến đổi của loại virus gây chết người. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết hôm thứ hai, ngày 17 tháng 2 theo Reuters. Lúc này vẫn còn quá sớm để nói rằng sự suy giảm số ca nhiễm mới COVID-19. Có tiếp tục hay không, mọi kịch bản vẫn được thảo luận, ông Tedro nói. Theo cập nhật của SCMP, tính tới hết ngày thứ hai, số người chết vì dịch, vì dịch COVID-19 trên thế giới là 1.868, tăng 93 trường hợp so với 1.775 ca tử vong hôm Chủ nhật và số người nhiễm mới loại virus bùng phát ở Vũ Hán là 73.348, tăng 1.548 ca so với con số 71.800 nhiễm bệnh được thống kê ngày hôm qua. Chính phủ Maduro phạt hãng hàng không chở quay đầu. Chính phủ Maduro hôm thứ hai, ngày 17 tháng 2, 17 tháng 2, thông báo rằng họ sẽ đình chỉ các chuyến bay vào ra Venezuela của hãng hàng không TAP Bồ Đào Nha. Trong thời gian 90 ngày, vì hãng hàng không này cho phép chú của lãnh đạo phe đối lập Guaido mang chất nổ lên máy bay trong chuyến bay tới thủ đô Caracas vào tuần trước, theo Reuters. Thông báo về lệnh cấp này trên Twitter, Phó Tổng thống trong chính phủ Maduro, ông Delcy Rodriguez, ấp mở khả năng chính phủ thiên tả của ông sẽ có thể phạt tiền và áp các biện pháp trừng phạt khác đối với TAP trong tương lai. Ông quay đồ cùng với người chú đã trở lại Venezuela vào thứ ba tuần trước trên một chuyến bay của TAP sau chuyến công du ba tuần tới châu Âu và Mỹ. Ngay sau khi xuống khi xuống sân bay, người chú của ông quay đồ đã bị an ninh của chính phủ Maduro bắt giữ. Ông Guaido nói rằng đây là hành động trả thù hèn hạ của chính phủ Maduro. Apple gặp khó bởi dịch COVID-19. Tập đoàn công nghệ Apple cảnh báo các nhà đầu tư rằng họ không thể đáp ứng được chỉ tiêu tài chính quý 2 năm khi vì sự bùng phát dịch COVID-19 đã ảnh hưởng việc sản xuất iPhone, theo AP. Apple cho biết hôm thứ Hai, ngày 17 tháng 2, tất cả các cơ sở sản xuất iPhone của họ ở Trung Quốc đều nằm ngoài tỉnh Hồ Bắc, tâm trấn của dịch COVID-19, và tất cả đã hoạt động trở lại, nhưng tốc độ sản xuất sản phẩm tăng chậm. Apple cho biết nhu cầu về iPhone cũng giảm ở Trung Quốc vì nhiều cửa hàng bán lẻ của hãng ở quốc gia đang vật lộn với COVID-19, đóng cửa hoặc hoạt động cầm chừng, Trung Quốc là thị trường bán lẻ iPhone lớn thứ ba của Apple sau Hoa Kỳ và châu Âu. Người Hồng Kông phản đối kế hoạch phòng dịch của chính quyền, hôm chủ nhật ngày 16 tháng 2 hàng trăm người Hồng Kông tiếp tục xuống đường. Thứ hai, liên tiếp để biểu tình phản đối kế hoạch chính quyền trưng dụng một số tòa nhà chung cư của họ thành các trung tâm cách ly dịch Corona Tell Routers. Khoảng 100 người đã không quản mưa gió tập trung ở quận Fulton, nơi các nhà chức trách có kế hoạch sử dụng một số tòa nhà chung cư mới do chính phủ trợ cấp cho việc chống dịch Corona chủng mới. Một phụ nữ 38 tuổi nói với Router rằng sở dĩ biểu tình là vì chính quyền không tham khảo ý kiến chung dụng của người dân để phòng dịch, cũng như không thông báo sẽ dùng nhà của họ cho việc này với thời gian bao lâu, trong khi họ phải chờ đến gần 10 năm để được bàn giao căn hộ. Vào hôm ngày 14 tháng 2, chính quyền Hồng Kông đã xoa dịu sự giận dữ của người dân bị mượn nhà bằng việc thông báo rằng họ sẽ có khoản trợ cấp dành cho họ. Tuy nhiên, người dân vẫn không thỏa mãn và tổ chức biểu tình tính tới Chủ nhật, Hồng Kông có 57 trường hợp được xác nhận nhiễm virus corona và một trường hợp tử vong vì loại virus này. <laughs> Kim Trung Ương tái xuất sau những ngày bùng phát dịch COVID-19. Truyền hình Triều Tiên KCNA đưa tin hôm thứ Bảy ngày 15 tháng 2, ông Kim Viếng Cung Điện Mặt Trời Khung Susan nhân dịp kỷ niệm ngày sinh 16 tháng 2 của cha ông là cố lãnh đạo Kim Jong Il. Chuyến viếng thăm này đánh dấu lần đầu tiên lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un xuất hiện trước công chúng sau 22 ngày dịch corona bùng phát. Triều Tiên chưa xác nhận bất cứ trường hợp nào nhiễm virus corona. Truyền thông của nước này cho biết chính phủ của họ yêu cầu cách ly 30 ngày đối với những người có triệu chứng nhiễm corona. Tất cả người nước ngoài ở Triều Tiên cũng sẽ phải tuân theo quy củ này vô điều kiện. Tờ Đông A Yubo của Hàn Quốc đưa tin một quan chức Triều Tiên đã bị xử tử vì tới nhà tắm công cộng trong khi người này đang trong thời gian phải cách ly để theo dõi virus corona sau khi trở về từ Trung Quốc. Pakistan biểu tình yêu cầu chính phủ đưa người từ Bắc Hồ về Rauder đưa tin hôm Chủ nhật ngày 16 tháng 2, khoảng 100 người Pakistan đã tập trung biểu tình yêu cầu chính phủ đưa con em chúng tôi đang kẹt ở vùng dịch Hồ Bắc Trung Quốc trở về. Cho tới nay, chính phủ Pakistan chưa có kế hoạch sơ tán hơn 1.000 sinh viên của nước này ở Hồ Bắc trở về. Bộ trưởng Y tế Pakistan Jaffa Mira hôm 14 tháng 2 thông báo trên Twitter rằng ông và các bộ trưởng khác sẽ tổ chức một cuộc họp họp với các phụ huynh của những sinh viên đang du học ở Hồ Bắc, vào tuần sau, ông Zafar mira nói thêm, chính phủ Pakistan đang làm việc với giới chức Trung Quốc để đảm bảo du học sinh Pakistan được chăm sóc. Ông Zafar cũng cho biết 6 sinh viên Pakistan ở Vũ Hán, tâm chấn của đại dịch Corona bị nhiễm bệnh này đã hồi phục. Mặc dù vậy, một số sinh viên Pakistan nói với Reuters rằng họ muốn trở về nhà. Somali một nhà báo truyền hình bị sát hại. Các tay súng ở Somali đã giết chết một nhà báo trẻ tuổi thường xuất hiện trên truyền hình và đài phát thanh. Rauder dẫn lời cảnh sát cho biết nhà báo Abdiwali Ali Hassan, 25 tuổi, đã trúng nhiều phát đạn và chết trên đường đến bệnh viện. Đại úy Apikadia Osman, chỉ huy cảnh sát của huyện Aguay, ngoài ô thủ đô Magadishu, nơi xảy ra vụ án, nói với Rauder, vẫn chưa có nhóm nào đứng ra nhận nhận trách nhiệm vụ án sát hại của nhà báo Hassan, hiệp hội nhà báo Samolari đã lên án vụ sát hại nhà báo Hassan và yêu cầu chính quyền nhanh chóng tìm ra thủ phạm. Peter Vũ và Ngọc Dung xin kính chào tạm biệt quý khán thính giả, hẹn quý vị kỳ tới. Kính chúc quý khán thính giả, gia đình và người thân hạnh phúc và yêu thương.